Đây là lời nói dối vĩ đại nhất trên thế giới. Có lẽ nó sẽ thay đổi nhân sinh quan của bạn. Guido là một tên lừa đảo từ đầu đến cuối. Và tất cả những màn lừa đảo đều đến từ câu nói này. Chào buổi sáng công chúa. Cô gái này bị ong bóp cây đốt rồi rơi từ trên tháp xuống. Guido không ngần ngại giúp cô hút độc ra. Từ đó anh biết tên cô gái là Dora. Nhưng Guido chưa từng gọi tên của cô, mà chỉ gọi là chào buổi sáng công chúa. Vì Guido mang dòng máu của người Do Thái, nên ước mơ mở một hiệu sách cũng khó mà thành hiện thực, do luôn bị các quan chức cấp cao làm khó. Guido bắt đầu đứng bên cửa sổ mà lải nhải, không cẩn thận mà đẩy một chậu hoa xuống dưới, vừa hay rơi trúng đầu của người đàn ông ban nãy. Guido vốn định xin lỗi, nên đã đặt một quả trứng vào trong mũ của người đàn ông này, đồng thời vươn tay ra phủi đất giúp anh ấy. Đừng động vào tôi, sau này anh đừng hòng mở được hiệu sách. Đừng đội, có trứng đấy. Lần này cho dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà thì cũng không rửa hết tội. Guido lập tức vắt chân lên cổ mà chạy. Trong lúc vội vàng chạy trốn thì đâm phải người phụ nữ. Người phụ nữ này lại chính là Dora. Chào buổi sáng công chúa. Cuộc gặp mặt lần thứ ba của hai người rất nhanh đã đến. Lúc Guido cùng bạn mình đang đi dạo trên phố, anh đã nhìn thấy Dora đang đi về phía này. Anh lập tức trốn sau lưng bạn của mình. Chào buổi sáng công chúa. Guido vui vẻ hét lên, giống như tiếng ve ồn ào ngày hè xâm nhập vào cuộc sống tẻ nhạt của Dora. Phụ nữ dù có đoan trang đến đâu cũng bị hấp dẫn bởi ánh sáng tỏa ra từ người anh. Không mở được hiệu sách, Guido đến nhà hàng của chú mình làm bồi bàn. Và anh đã gặp được một vị bác sĩ yêu thích sự vui vẻ ở nhà hàng. Bác sĩ rất tán thưởng một người thông minh như Guido. Hai người họ quả thật là có duyên. Lúc này, có một vị thanh tra đến nhà hàng dùng bữa. Guido biết được thanh tra muốn đến trường học để kiểm tra công việc. Và Dora lại chính là giáo viên của ngôi trường đó. Anh nhìn thấy giải băng trên mặt bàn và bắt đầu suy nghĩ. Vào lúc cả trường đang chờ thanh tra đến, Guido đã mạo danh thanh tra và đi đến trường. Đứng lên! Chào buổi sáng công chúa. Anh bắt đầu diễn một vở hài kịch trên sân khấu, còn giành lấy được nụ cười của mỹ nhân. Guido không có gì cả, điều duy nhất anh có thể làm để rung động công chúa có lẽ là sự hài hước, lãng mạn của mình. Khi anh biết Dora sẽ đi xem kịch vào cuối tuần, Guido đã đến đúng giờ xuất hiện tại nhà hát kịch. Còn nhân viên nhà nước lại đang ngồi bên cạnh Dora. Thì ra, nhân viên nhà nước, người đã cấm anh mở hiệu sách, chính là vị hôn phu của Dora. Nhưng Guido vẫn không hề giấu giếm ánh mắt cuồng nhiệt của mình. Toàn bộ sự chú ý đều hướng đến cô. Sau khi vở kịch kết thúc, Dora nhìn vị hôn phu chỉ biết tới quyền lực. Cô không hề muốn cưới anh ta. Cuộc hôn nhân này sẽ như một chiếc lồng giam tối tăm, giam cầm cuộc đời cô. Guido nhờ bạn mình giữ chân vị hôn phu của Dora lại, còn anh sẽ đi tìm Dora. Do những chiếc xe này giống hệt nhau, Dora cứ thế mà lên xe. Khi cô phát hiện ra người lái xe là Guido, cô đã được một phen khiếp vía. Chào buổi sáng công chúa. Nhưng chiếc xe nát này không cầm cự được lâu. Chưa đi được bao xa mà nóc đã bật tung cả lên. Trong phút chốc, nó đã biến thành một chiếc xe mui trần. Guido tháo vô lăng và ghế ngồi ra để chế thành một chiếc ô lãng mạn. Vì không muốn đế giày của Dora bị dính nước mưa, Guido liền lấy một chiếc thảm đỏ rồi trải ra. Đêm mưa to gió lớn, trong phút chốc đã trở thành một buổi hôn lễ lãng mạn. Không lâu sau, vị hôn phu đã mở một buổi tiệc đính hôn với Dora. Cho dù cô không tình nguyện, nhưng do áp lực từ gia đình nên cô chỉ đành đồng ý. Bữa tiệc đính hôn được tổ chức tại chính nhà hàng mà Guido đang làm việc. Tận mắt nhìn người mình yêu sắp thành vợ người ta, Guido vô cùng thất vọng và đau đớn. Khi nhà hàng mang bánh đính hôn lên, trên đó lại có dòng chữ chào buổi sáng công chúa. Điều này khiến cho Dora đang tuyệt vọng có chút mong chờ. Guido bỗng dưng làm đổ đĩa thức ăn. Vào lúc anh cúi xuống để dọn dẹp, Dora đã nhân cơ hội chui xuống gầm bàn. Công chúa, đưa em đi. Guido cưỡi trên một con ngựa phun sơn màu xanh. Dưới ánh mắt khó tin của tất cả mọi người, anh đường hoàng đưa Dora đi. Khách mời thì tưởng rằng đây chỉ là tiết mục của nhà hàng nên cứ thế gieo hò, vỗ tay. Chính là tên trứng gà. Guido khi quay về thì lại quên chìa khóa. Khi họ đang đứng ở ngoài, Dora đã mỉm cười đi vào căn nhà đầy hoa. Sau đó chuyển sang cảnh quay khác, vài năm trôi qua chỉ trong chớp mắt, họ đã có được thành quả của tình yêu đời mình. Cả gia đình cứ vô tư như vậy mà sống hạnh phúc với nhau, nhưng sự tàn khốc của đời người xảy ra vào lúc cuộc sống của họ đẹp đẽ nhất. Khi con trai thấy dòng chữ ở bên đường, người Do Thái ở thời đại này rõ ràng là không gặp may. Rất nhanh, tai họa đã giáng xuống. Vào hôm sinh nhật con trai tròn 5 tuổi, cả nhà đều vui vẻ chuẩn bị tiệc mừng sinh nhật. Nhưng đợi đến khi Dora về nhà, trước mặt chỉ là đống đổ nát. Trên chiếc xe chở toàn là người Do Thái, mỗi người đều mang vẻ mặt buồn bã, ủ rột. Trước sự hoài nghi của con trai, Guido đã nói ra những lời nói dối đẹp đẽ, miêu tả chuyến xe áp tải là một chuyến du lịch dài ngày. Cô bé ôm mèo ngồi phía đối diện cũng mỉm cười. Sau đó, hai bố con đã phải xếp hàng, chờ bị áp giải lên tàu hỏa.
họ sắp bị đưa đến trại tập trung. Dora không phải là người Do Thái nên mới không bị bắt đi. Nhưng cô kiên quyết muốn ở bên cạnh người nhà. Tuy cô biết đó là chuyến tàu hướng về cái chết, nhưng cô vẫn yêu cầu được lên tàu. Sĩ quan cũng bất lực nên đành đồng ý. Cậu con trai qua hàng rào sắt nhìn thấy mẹ mình đang mặc bộ đồ màu đỏ nên rất vui mừng. Ánh mắt của Guido thì vô cùng phức tạp, vừa lo lắng vừa tuyệt vọng. Chỉ có thể trừng mắt nhìn nàng công chúa của mình bước lên tàu, mà anh lại không biết làm thế nào để bảo vệ cô. Vậy là đoàn tàu chở gia đình ba người hướng về trại tập trung, để cậu con trai nhỏ không bị bóng tối của trại tập trung bao trùm. Guido đã bịa ra một câu chuyện tươi đẹp. Đây là một trò chơi thú vị. Chỉ cần tuân thủ các quy tắc và đạt đủ 1.000 điểm, người chiến thắng sẽ nhận được giải thưởng lớn. Trong trại tập trung, họ không được đối xử giống như con người. Cuộc sống mỗi ngày đều không khác gì địa ngục trần gian. Lúc này sĩ quan hỏi, ai biết tiếng Đức thì bước ra. Guido đã mạo hiểm tính mạng của mình để xin làm phiên dịch. Nhưng anh làm gì biết tiếng Đức? Anh chỉ muốn đánh bay sự nghi ngờ của con trai, cố ý nói những quy định hà khắc thành một trò chơi thú vị. Nếu đã ổn định hết thì trò chơi bắt đầu. Người đầu tiên đạt 1.000 điểm thì sẽ nhận được giải thưởng là chiếc xe tăng lớn. Trong ánh mắt của những người bạn tù đều ngập tràn sự tuyệt vọng, chỉ có ánh mắt con trai anh là ngập tràn sự mong chờ. Những ngày tháng trong trại tập trung vừa khủng khiếp vừa dài lê thê, chỉ có thể liều mạng làm việc thì mới có thể sống sót. Tất cả mọi người đều mệt mỏi đang nằm trên giường. Việc đầu tiên của Guido khi về phòng là ôm lấy con trai. Cho dù nơi đây là địa ngục, nhưng anh vẫn dùng những lời nói dối để con trai tin rằng nơi đây là thiên đường. Dưới sự khích lệ của Guido, con trai đã hoàn toàn cảm thấy những điều này thật mới mẻ. Tất cả mọi người trong trại tập trung đều giống như những cái xác biết đi. Những người già ốm yếu sẽ được gửi đến phòng khí độc, với danh nghĩa là đi tắm rửa. Phòng giam dành cho phụ nữ người Do Thái được sai việc thu dọn quần áo chất thành đống. Dora sợ sẽ phải nhìn thấy quần áo của chồng mình. Một chú mèo cũng đứng trên đó rồi kêu lên, giống như đang tìm kiếm chủ nhân của nó vậy. Để vợ biết mình và con trai vẫn còn an toàn, Guido đã giấu con trai ở trong xe đẩy. Nhân lúc không có ai, đã lén vào phòng phát thanh, mạo hiểm cả tính mạng của mình chỉ để nói ra câu đó. Chào buổi sáng công chúa. Trong giấc mơ tối qua chỉ toàn là hình bóng em. Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Dora cuối cùng cũng gỡ được tảng đá đè nặng trong lòng. Trong trại tập trung ngột ngạt, cho dù là người Do Thái bị giam cầm hay quân nhân canh giữ, tất cả đều giữ nguyên một vẻ mặt. Không có nụ cười, không có sự ấm áp nào toát ra từ họ. Chỉ có giọng nói của Guido và tiếng cười của con trai. Trong nhận thức của Guido, cuộc sống không nên bị bóng tối bao trùm, mà chỉ nên hướng về phía ánh sáng tồn tại. Đàn ông được đưa đến phòng kiểm tra. Guido kinh ngạc khi nhận ra, bác sĩ kiểm tra này lại chính là người mà anh đã gặp trong nhà hàng. Bác sĩ đã giao cho anh một công việc nhẹ nhàng, để anh đến nhà ăn làm nhân viên phục vụ. Con của sĩ quan đang chơi trốn tìm bên ngoài, vì muốn con trai tin rằng đây là một trò chơi, anh đã lén đưa con ra khỏi ký túc xá, đừng để họ phát hiện ra mình. Họ đang trốn trong đó kìa bố. Có rất nhiều đứa trẻ đều đang đi trốn, nhưng họ chưa kịp quay về thì đã bị một người giúp việc người Đức phát hiện. Người giúp việc này tưởng cậu bé là con trai của sĩ quan người Đức. Do trẻ con của Đức không biết nói tiếng Ý, vì vậy Guido đã dặn dò con trai là không được nói chuyện. Khi các nhân viên phục vụ đưa đồ ăn cho bọn trẻ, cậu bé liền quen miệng nói cảm ơn với nhân viên phục vụ. Hành động này khiến người còn lại phát hiện ra điều bất thường. Guido thấy con trai mình sắp bị lộ, hậu quả là điều anh không thể lường trước được. Khi nhân viên phục vụ đưa một sĩ quan đến, thì lại thấy Guido đang dạy tiếng Ý cho tất cả bọn trẻ ngồi đây. Guido cứ thế mà thành công vượt qua màn nguy hiểm. Tại bữa tiệc, Guido đã gặp được vị bác sĩ. Anh cầu xin bác sĩ hãy cứu họ ra ngoài. Nhưng ngay cả bác sĩ cũng không thể làm gì được. Ông rất cảm thông với vận mệnh không thể chạy thoát của người Do Thái. Guido phát hiện ra một cái máy hát. Anh lén hướng phần loa của máy hát ra ngoài, phát bài hát lúc anh và Dora quyết định gắn bó với nhau, để qua đó báo rằng mình vẫn còn bình an cho người vợ đang ở phòng giam. Dora biết được rằng người chồng yêu dấu của cô đang ở đối diện. Guido ở bên này cũng mỉm cười, nhớ đến công chúa của anh. Cho dù không nhìn thấy mặt, nhưng trái tim của họ vẫn luôn hướng về phía đối phương. Buổi tối, Guido bế cậu con trai đang ngủ say về phòng trong trại tập trung. Nhưng trên đường lại nhìn thấy những thi thể đang chất cao như núi. Đây dường như là một điểm báo. Chiến tranh cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi. Vào đêm trước khi chiến tranh kết thúc, trại tập trung đã bắt đầu một cuộc tẩy rửa. Guido cảm nhận được sự nguy hiểm. Anh dỗ con trai chơi một trò chơi cuối cùng. Hôm nay là ngày cuối của trò chơi. Bây giờ chúng ta đã được 940 điểm rồi. Còn thiếu 60 điểm nữa là tròn 1.000 điểm. Hôm nay là nhiệm vụ cuối cùng để có thể lấy được 60 điểm đó. Anh dặn con trai trốn trong này, không được ra ngoài. Chỉ cần qua đêm nay thôi, ngày mai là có xe tăng rồi. Anh một mình đi tìm kiếm công chúa Dora. Đã tìm hết cả trại tập trung nhưng vẫn không thấy bóng của Dora đâu. Guido liền trở nên hoảng loạn. Đây là lần đầu tiên anh lo sợ đến như vậy. Một người thông minh như anh mà lại mất bình tĩnh đến mức này. Anh lớn tiếng căn dặn những người phụ nữ trên xe.
nhất định khi ra đến bên ngoài phải nhảy ra khỏi xe đấy. Nhanh đi đi. Nhưng anh đã tạo ra âm thanh quá lớn, một sĩ quan đã phát hiện ra anh. Trên đường bị áp giải, Guido đi qua đúng nơi con trai mà anh đang trốn. Lời nói dối của Guido là lời nói dối vĩ đại nhất trên thế giới. Anh cố tình tỏ ra bản thân như đang rất vui vẻ, giống như đang chơi một trò chơi thú vị. Anh một mình gánh hết khổ nạn, nhưng lại dành nụ cười cho những người mà anh yêu thương. Guido đã nhìn về phía con trai mình lần cuối. Sau một loạt tiếng súng vang lên, Guido không bao giờ bước ra ngoài nữa. Và khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc đời anh vẫn giữ lại cho con trai những điều tốt đẹp nhất. Bình minh cuối cùng cũng ló dạng, nơi này sớm đã không còn một bóng người. Cậu bé từ trong thùng sắt đi ra. Lúc này, một chiếc xe tăng đi về phía cậu bé. Đúng là xe tăng thật kìa. Trên đường quay về, cậu bé đã nhìn thấy mẹ mình. Mẹ! Không có cuộc đời nào là hoàn hảo, nhưng mỗi khoảnh khắc trong đời đều vô cùng đẹp đẽ. Những bạn đang ngồi trước màn hình đừng có khóc nhé.